Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông vừa tổ chức hội thảo giới thiệu về chương trình hợp tác quốc tế trong giáo dục phổ thông có tên Ngọc Viễn Đông George Washington International School. Đây là một chương trình du học tại chỗ có học phí phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Với sự liên kết này, học sinh được học chương trình phổ thông tiên tiến của Hoa Kỳ được quốc tế công nhận về tính ưu việt. Đặc biệt, học sinh học theo chương trình này được chuyển tiếp mà không cần thi lại hai bổ túc chứng chỉ, được cấp bằng tú tài Hoa Kỳ lên thẳng các trường đại học cao đẳng quốc tế trong và ngoài nước. Ưu điểm nổi bật của chương trình là học phí phù hợp với khả năng về tài chính của đa số người dân, chỉ bằng 1/10 học phí các chương trình quốc tế có cấp bằng phổ thông khác và bằng 1/30 phí du học nước ngoài. Với học phí trọn gói hàng tháng, cả chương trình Việt Nam và chương trình Hoa Kỳ từ lớp 6 đến lớp 12 chỉ từ 4,25 đến 5,88 triệu đồng mỗi tháng. Chương trình là cơ hội tuyệt vời để những học sinh Việt Nam có thể tham gia học tập trên con đường hội nhập quốc tế.